chúng ta không thể lường trước được tất cả các tình huống con của mình gặp phải trong cuộc đời. Và nếu chúng ta không là bờ vai, không là nơi để con quay về khi con gặp chuyện buồn, không là nơi để con sẵn sàng chia sẻ những cái vấn đề của mình, thì chúng ta đã trở thành người cha, người mẹ thất bại rồi. Khi mà con gặp sự cố thì con chủ động tìm đến cha mẹ để xin giải pháp. Có một hôm, khi mà con gái của cô Lanh về nhà và bạn ấy rất là buồn, và bạn ấy bảo là mẹ ơi, mẹ chữa lành cho con với. Lúc đấy bạn mới học cấp 1 thôi. Mẹ ơi, mẹ chữa lành cho con với. Thế thì cô Lanh mới hỏi là có điều gì trong con mà con cần mẹ chữa lành? Hôm nay con buồn lắm và bây giờ con vẫn còn đang buồn đây này. Con vẫn còn đang buồn đây này. Con lại còn cả khó chịu nữa cơ. Thế thì cô Lanh hỏi thế điều gì? Thì bạn bảo có một công ty Việt Long, gọi là cái công ty xe máy gì đấy, Việt Long về trường của con. Và sau đó thì có tổ chức một cuộc thi về an toàn giao thông, hiểu biết về an toàn giao thông. Và con câu nào con cũng biết luôn. Con giơ tay mà con nhận được mấy phần quà. Bạn ấy nhận được áo mưa này, bạn ấy nhận được mũ bảo hiểm này, các anh chị. Mà bạn bảo là câu nào con cũng giơ tay luôn. Thế xong cô giáo chủ nhiệm con bảo là tôi thất vọng về chị Linh. Hóa ra ấy, là cô không tự hào về con. Cô thất vọng về con bởi vì cô bảo là chị Linh lôi thôi. Lôi thôi. Cái khăn đỏ thì vắt ra tận đằng sau. Thế lúc con lên con có sơ vin nhá, mà lớp con có bạn còn không chịu sơ vin. Nhưng mỗi là con không để ý đến cái khăn đỏ. Thế là cái khăn đỏ của con nó quắt về đằng sau, bởi vì ra chơi con nghịch, con đùa. Thế là cô mới bảo là cô thất vọng về con. Đáng nhẽ cô phải tự hào về con chứ, vì câu nào con cũng giơ tay, nhưng mà người ta gọi con có hai câu thôi, mà cả hai câu đều được quà luôn. Con buồn lắm, mẹ chữa lành cho con. Thế là khi đó thì tôi mới đổi khung cho con. Sau cười khanh khách luôn, cười khanh khách, vui trở lại. Thế tôi mới bảo thế con đổi khung kiểu gì đấy mà con vui thế, con cười thế. Thôi con không kể với mẹ đâu, con kể với mẹ rồi mẹ lại đi kể với cô giáo con à, để mà con xấu hổ à? Không. Thế là bạn ấy không kể. Có nghĩa là gì? Chúng ta không thể lường trước được tất cả các tình huống con của mình gặp phải trong cuộc đời. Và nếu chúng ta không là bờ vai, không là nơi để con quay về khi con gặp chuyện buồn, không là nơi để con sẵn sàng chia sẻ những cái vấn đề của mình, thì chúng ta đã trở thành người cha, người mẹ thất bại rồi. Và khi con gặp cái điều gì đó, có thể con sẽ nghĩ dại thì sao? Hay con tìm đến một cái giải pháp nào đó như là hút thuốc hoặc những nhóm bạn xấu để mà mong muốn giải tỏa cái cảm xúc đấy thì sao? Thì chúng ta đã trở thành những người cha, người mẹ thất bại rồi. Ta phải là nơi chốn bình yên, để mỗi khi con của mình có vấn đề, con của mình có chuyện gì, con của mình có thể quay về tìm giải pháp. Nó giống như là một người mẹ có một cô con gái, và khi bạn ấy đang là sinh viên thì bạn ấy mang bầu. Bạn ấy mang bầu, và thay vì bạn ấy rất là cực kỳ là sợ hãi, rất sợ hãi luôn, cực kỳ sợ hãi, thì đương nhiên có cảm xúc sợ hãi và tội lỗi rồi, nhưng cũng dám quay về với mẹ để mà nói chuyện với mẹ. Và các anh chị biết không ạ? Cô ấy bảo là thế là cô lên Hà Nội, vừa trông con vừa trông cháu đấy cô Lanh à, vừa nuôi con lại vừa nuôi cháu đấy, cho hai đứa học hết năm thứ tư, cho hai đứa học hết năm thứ tư, thế là ra trường chúng nó cưới nhau đấy. Bây giờ là con là lớn gần bằng con tôi rồi, 14-15 tuổi rồi các anh chị đấy. Thế cô ấy bảo là cũng may mà mình ngày xưa gần gũi với con, cũng may mà mình ngày xưa mình không có hay mắng nhiếc đay nghiến nó, nên là đến khi mà nó có trưởng, nó dám nói với mình. Thế đến năm thứ tư rồi, thế là mình lên trông cả con cả cháu cả rể luôn, nuôi hết cả lũ luôn. Chứ nếu không hai đứa nó lại xui nhau đi làm việc dại thì sao, đúng không?
Nên cái dấu hiệu thứ hai đó là khi mà con có vấn đề thì con sẵn sàng nhờ cha nhờ mẹ tham vấn các anh chị. Con sẵn sàng nhờ cha nhờ mẹ là cái chỗ dựa để giúp con vượt qua cái vấn đề đó, vượt qua cái cảm xúc đó. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.